Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị những mẫu thiết kế nhà được yêu thích và tiện ích nhất tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì Trác Trần cùng Minh Thưởng đang có mặt tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để chia sẻ tới quý vị và các bạn về một mẫu thiết kế nhà là khách hàng của Nhà đẹp Kaito ạ. Kính thưa quý vị thân mến, với tầm tài chính chỉ 1 tỷ 2 và quý vị chúng ta đang mong muốn xây dựng một công trình nhà 2 tầng nhưng chưa có một ý tưởng, một thiết kế ưng ý, thì ngày hôm nay Minh Thưởng cùng với Trang Trần và đội ngũ thiết kế của Nhà đẹp Kaito sẽ giới thiệu tới quý vị về công trình nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại đang được trực tiếp đội ngũ thiết kế của chúng tôi thi công và xây dựng dành cho có chủ đầu tư là anh Bùi Văn Châu tại Hưng Yên. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi vào bên trong tham quan và chúc mừng tham gia nhé. Xin mời. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta cùng nhau tham quan vào công trình cũng như là giúp cho quý vị chúng ta có thêm ý tưởng thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chào đón chủ đầu tư chính là chị Dung, một người nội trợ, một người vợ, một người mẹ và một phần là người chủ đầu tư của công trình ngày hôm nay. Và chào chị ạ. Dạ vâng. Thưa chị Dung thân mến, ngày hôm nay em Minh Thưởng cùng với bạn Trang Trần chính là những thành viên bên đội truyền thông của Nhà đẹp Kaito có tới đây xin được chúc mừng thân gia. Bên cạnh đó là cũng xin được ý kiến và được phỏng vấn về chị đối với công trình mà bên em đã được có cơ hội được thiết kế và thi công trực tiếp dành cho nhà mình. Và chị cảm nhận sao về công trình mà bên em mang lại và có cơ hội được thiết kế và thi công trực tiếp cho nhà mình ạ? Em cảm thấy là công trình của các anh làm thì rất là đẹp. Và bước vào trong không gian thì cảm thấy rất là tiện nghi, hiện đại và rất là ấm cúng ạ. Dạ vâng. Không biết rằng là với một công trình mà nó đẹp từ phía sân vườn rồi là về cả tầng 1, tầng 2 như này thì hàng xóm xung quanh cảm nhận như thế nào về công trình mà khi được đi qua đây hoặc là vào bên trong vui chơi ạ? Mọi người ai cũng khen đẹp. Vâng. Mọi người đi qua đều trầm trồ hết. Dạ vâng. Thậm chí và mọi người khen nhà này rất hợp với cả phối cảnh, rất hợp với sân vườn của em. Dạ vâng. Đó. Bởi vì đây cũng là một căn lô góc mà bên em đã chính xuống tính toán để làm sao mà phân chia cái diện tích giữa sân vườn, sân sau và ngôi nhà. Và đặc biệt rằng là như được anh chị chia sẻ là hai mặt tiền, hai phong thủy, đúng không? Làm sao mà làm cả hai bên đều được phát lên cả, phát tài, phát lộc. Đúng không ạ? Rồi. Và không biết rằng là trong quá trình khi mà bên em có cơ hội được xuống để mà thứ nhất là khảo sát này, tìm hiểu về nhu cầu mong muốn này, sau đó là bên em lên ý tưởng này và đặc biệt là đội được tư vấn như mình, thì chị đánh giá sao về cách làm việc cũng như là về thái độ bên em và khi được làm việc cùng với nhà mình ấy? Em thấy là bên mình các anh chị rất là nhiệt tình, hỗ trợ nhà em là hết sức có thể. Dạ. Vâng, đây cũng là một sự may mắn khi mà Nhà đẹp Kaito chúng em có được cơ hội được làm việc và được mang tới nhà mình một không gian hạnh phúc và tuyệt vời như thế này. Và hy vọng rằng là trong thời gian tiếp theo mà nếu như có những cái người quen biết, những người bạn, những người anh chị của chị mà có cái nhu cầu xây dựng hoặc là tìm thiết kế thì hy vọng là chị lại được giới thiệu tới công ty chúng em để em có cơ hội được làm, đúng không ạ? Dạ vâng. Và gia đình chúng em thì cũng cảm ơn bên công ty mình, thì nhờ có công ty mà vợ chồng em mới có được mua nhà khang trang đẹp đẽ như thế này. Dạ vâng. Và công nhận là khi mà em ngồi đây thôi, một sự choáng ngợp, một cái sự bất ngờ dưới hạnh phúc đấy. Và không để quý vị chờ lâu hơn thì ngay bây giờ đây thì em Minh Thưởng cùng với bạn Trang Trần được xin phép chỉ dùng một chút, đó là sẽ đưa toàn thể quý vị khán giả đang xem ngày hôm nay sẽ đi tham quan cao một vòng về công trình để qua đó giúp cho quý vị có thêm ý tưởng, có thêm góc nhìn mới, từ đó là xây dựng và đi lên được một ý tưởng xây dựng một ngôi nhà đẹp, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, và quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe, được cảm nhận, cảm nghĩ đến từ chủ đầu tư là chị Dung. Và ngay từ đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đi tham quan về công trình nhé. Xin mời. Nào, hãy cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị nhé. Và Trang Trần có biết rằng là hiện tại chúng ta đang đứng ngay tại khuôn viên sân trước ngôi nhà. Và Trang Trần cảm nhận sao về công trình mà ở trước một ngôi nhà đồ sộ đẹp như thế này? Theo em thì đây sẽ là những cái tiểu cảnh bồn hoa, khu vực sân vườn cũng như là một tiểu cảnh về hồ cá koi rất là đẹp và tuyệt vời ạ. Nó sẽ nâng cái tầm sang trọng cũng như là đẳng cấp cho gia chủ là gia đình của anh Châu. Chính xác, đúng rồi. Thông thường rằng là đối với một công trình khi mà chúng tôi xuống khảo sát về ý kiến này, mong muốn, nhu cầu thì gia đình anh Châu cũng mong muốn rằng là sẽ có một không gian ngôi nhà vườn. Vì vậy là chúng tôi cũng đã có thiết kế chia cái khoảng cách diện tích làm sao cho sân sau này, ngôi nhà và sân trước đáp ứng đầy đủ nhu cầu và mong muốn của anh.
Thì quý vị thấy rằng là ngày nay ấy, với một cái công trình mà có hồ cá coi nó rất là nhiều đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy. Thì Trang Tần thấy rằng là ở đây mình thường có thấy rằng là có một phía cái gác mái để ngồi uống trà này, một chiếc cầu để cho cá ăn này, quá đẹp đúng không Trang Trần? Dạ vâng. Đấy. Và Trang Trần thấy rằng là anh Châu với chị Dung cũng đã đầu tư vô cùng lớn với những cái cây vô cùng to như này, để tạo bóng mát này, tạo không khí trong này đúng không? Mà nếu như mùa hè mà ngồi đây uống trà thì thôi rồi nhá. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời đúng không? Rồi. Và ngoài ra thì Trang Trần thấy rằng là ở phía cổng này, đấy cổng này, rồi là khu vực của gác mái này, rồi là khu vực tường này đã được chúng tôi sử dụng và thiết kế theo cái dạng màu sắc mà anh Châu sử dụng yêu thích, đó là màu xanh. Đây cũng là cái màu mà hợp mệnh và cũng như hợp độ tuổi. Vâng. Và hầu như Trang Trần thấy rằng là cái màu này khi mà nó kết hợp cùng với hồ cá coi này, rồi cây cảnh nó rất là hợp đúng không? Dạ vâng. Đấy, rất nó cũng là cùng màu luôn với màu chính của công trình của mình nữa. Đúng rồi. Đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với công trình ngày hôm nay nhá. Rồi. Rồi, và với công trình của chúng ta ở đây thì Trang Trần thấy rằng là gì ạ? Ở đây đội ngũ thiết kế của nhà đẹp Kaito đã sử dụng đó chính là những cái hình khối vuông vắn chắc chắn, kết hợp hai tầng mái Nhật và hệ bậc 5 cấp ở đây. Và đối với cái một cái kiến trúc và một thiết kế đan xen như này thì Trang Trần em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận rằng đây sẽ là một thiết kế vô cùng là đồ sộ, chắc chắn, bề thế và mang một phong cách hiện đại vô cùng là độc đáo ạ. Đúng rồi. Đấy, bởi vì là với một cái công trình nhà hai tầng mái Nhật mà mang phong cách thiết kế hiện đại, chúng tôi sẽ mang ưu tiên tới cái sự bề thế, sự to lớn, tránh rườm rà quá nhưng mà không được đơn điệu đúng không ạ? Và chắc chắn thấy rằng là ở đây này, đối với một cái công trình là khi mà chúng ta sử dụng thiết kế thì đội ngũ của nhà đẹp Kaito, đặc biệt rằng là trong quá trình thi công thì chúng tôi sẽ sử dụng hai chất liệu chính để làm và vừa làm đẹp này, bên cạnh đó là sử dụng chất liệu để mà làm và hình thành lên về những cái cảnh quan bên ngoài. Đầu tiên thì Trang Trần thấy rằng là đây là với công trình ở hệ bậc 5 cấp đây là đội kiến trúc sư đã có sử dụng hai hệ gạch. Một đó là gạch granite màu đen và thứ hai đó là dạng gạch marble màu đỏ như này. Đó, thì cái sự đan xen như này thì Trang Trần thấy thế nào? Em thấy là nó vô cùng độc đáo anh ạ. Nó sẽ là tạo điểm nhấn cho cái phần hệ sảnh ngũ cấp cực kỳ nổi bật đúng như thế rồi. Này ạ. Đúng rồi, chính xác đúng không? Nhiều khi mình thấy rằng là hai bên màu đen này nhưng mà ở giữa đây là cái lối mà mình đi lại vào trong nhà đúng không? Vâng. Mình nhìn từ bên trong hay nhìn từ bên ngoài đều rất đẹp. Vâng. Đúng nhỉ? Đó. Và anh có thấy rằng là cái hệ cột trụ vuông chống đỡ sảnh chính cũng được phối hợp hai màu sắc đúng tương rồi, tự không ạ? Đúng rồi, chính xác đúng rồi. Ngoài việc là kết hợp hai màu sắc này, hai chất liệu đan xen với nhau thì Trang Trần thấy rằng là đối với tất cả công trình khi mà nhà đẹp Kaito chúng tôi thiết kế hoặc là thi công trực tiếp như này thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến những cái hệ cột ở sảnh chính. Đấy, điều này nó sẽ mang lại sự bề thế, sự đồ sộ của công trình. Và đây thì Trang Trần biết rằng là cứ một cái hệ cột này thì chúng ta to biết bao nhiêu phân một mặt này không? Cái này thì có vẻ là em không rõ lắm rồi ạ, phải nhờ đến sự trợ giúp của anh rồi thôi. Ở đây thì cứ một mặt như này là chúng ta sẽ có đâu đó là 50 phân quý vị nhá. 50 phân một mặt như này, quá là to đúng không? Đây chỉ là mấy thân chính thôi, còn đế này cực kỳ là to như này. Đế cũng phải dơ đầu đó tầm 80 phân một mặt. Đấy thì quý vị thấy rằng là đây là những cái hệ cột mà chúng tôi luôn luôn chú trọng đầu tiên, bởi vì đây chính là một cái góc nhìn đầu tiên và cái mặt tiền công trình. Và không biết giờ là Trang Trần có để ý một điều không ạ? Đó chính là khi mà chúng ta xuống đây khảo sát ấy, thì dựa vào phong thủy thì đối với một cái căn lô góc vô cùng đẹp như này thì ngôi nhà của anh Châu chị Dung chúng ta sẽ có hai mặt tiền nhá. Dạ vâng. Đúng rồi. Đó, một mặt tiền ở sảnh chính này và một mặt tiền ở bên phía này vô cùng đẹp. Vì vậy là chúng tôi cũng đã kết hợp đan xen làm sao để cả hai mặt tiền này đều được chú trọng và đều được tạo ấn tượng dành cho cứ một ngôi nhà cũng như là một người dân đi ngang qua đây. Rồi, ngoài ra thì ở phía bên ngoài này thì Trang nhận ra một điều gì hay không? Có phải là đi. Anh muốn nói đến cái hệ cửa chính không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đó, Trang Trần thấy rằng này, từ cửa này rồi là ở phía của khu vực rèm xung quanh cửa đúng không? Dạ vâng. Chất liệu đây thì anh Châu đã có sử dụng tính toán khi mà anh muốn thấy sự sang trọng, sự đẳng cấp của ngôi nhà đúng không? Ngoài việc là hồ cá co này thì chất liệu đây anh hầu như làm khuôn bằng chất liệu cửa gỗ lim. Từ cửa chính này, cửa sổ này, đó, tầng 2, tầng 1 đều phun cửa bằng gỗ hết. Đó. Quá là đầu tư phải không anh? Quá đầu tư đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn kỹ hơn một chút nhá. Đó, quý vị thấy không này? Ở đây một chất liệu cửa vô cùng dày như này. Đấy, rất đẹp đúng không? Đó, ở đây thì chúng tôi đã có thêm những cái họa tiết hoa văn vô cùng đẹp như này, tạo điểm nhấn và sự ấn tượng. Đó, tất cả
cả bên này quý vị nhá. Đấy, bên này chúng tôi cũng sẽ có sử dụng phun bằng gỗ hết để nhất là tạo đường viền và tạo cái sự cân đối và sự ấn tượng. Rồi. Trang Trần nhìn thấy một cái câu đối gì đây không? Anh ơi, đấy là thuận buồm xuôi gió ạ. Đúng rồi, đó. Thì đây cũng là một cái ý mà nhà đẹp Kato chúng tôi khi mà thiết kế cũng mong muốn được gửi gắm tới các thành viên cũng như là đại gia đình của anh Châu, chị Dung. Đó là trong công việc, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn thuận buồm, chúng ta luôn luôn thành công và hạnh phúc. Và ngoài ra thì Trang Trần có nhìn thấy cái màu sắc của công trình này như thế nào? Theo em thấy thì công trình này sẽ được phối hợp chính với hai màu sắc ạ. Một là màu trắng sứ và hai là màu xanh dương. Đúng rồi. Đây cũng chính là hai cái màu sắc mà được anh Châu vô cùng yêu thích. Đấy là chúng tôi đã kết hợp giữa cái màu trung tính. Cái màu trung tính đây là màu trắng, cha nhá. Dạ. Đấy, vâng. Còn cái màu xanh này chính là màu lạnh. Cái màu lạnh này cũng là cái màu để mang lại một công trình sự tươi mới, cái sự hiện đại và nó cực kỳ là phù hợp đối với một công trình nhà 2 tầng mái Nhật ở đây. Rồi và ngoài ra, Trang Trần nhìn qua chút cho mình thử cái này. Ở mặt tiền thì chúng ta còn đan xen thêm cái gì nữa nào? À, những cái đúng không? Đây chính là những cái hệ đèn trang trí. Đúng rồi, chính xác. Những cái hệ đèn trang trí như này nó vừa tạo cái đẹp này, cái sự ấn tượng. Ngoài ra vào ban đêm nó sẽ tạo sự ấm cúng, ấm áp dành cho công trình. Rất đẹp đúng không? Đó. Thì đây cũng là những cái hệ đèn mà chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều những cái sự lựa chọn, những ý tưởng để cho anh Châu, chị Dung và lựa chọn. Và quý vị thấy rằng là những cái hệ đèn này khi mà lắp đây thấy thế nào ạ? Rất đẹp đúng không? Rồi, đây chính là tầng 1 và chúng ta nhìn qua một chút về tầng 2 quý vị nhé. Và vừa rồi đó là tầng 1, còn bây giờ đây là tầng 2. Thì đối với một công trình tầng 2 và mặt tiền như này thì Trang Trần em thấy cái điểm nhấn nào mà em cảm nhận là sự đẹp nhất của em nào? Theo em thì em ấn tượng nhất với cả hệ mái Nhật anh ạ. Nó có độ cao lý tưởng và độ dốc vừa phải. Chất liệu sử dụng ở đây sẽ là ngói Fuji đúng không anh? Đúng rồi, chính xác đấy. Màu là màu xám ghi ạ. Và nó sẽ là một điểm nhấn vô cùng nổi bật cho công trình. Đúng rồi. Bởi cái hệ mái này là hệ mái kép. Đúng. Sẽ tránh được sự đơn điệu chính cũng xác. Như là tăng vẻ nổi bật. Đúng rồi. Đó thì em thấy rằng là đối với một công trình mà căn lô góc mà chúng ta không có quá nhiều về cái độ rộng hai bên đúng không? Thì rất là phù hợp để chúng ta thiết kế với một hệ mái Nhật như này. Thì chẳng hạn như mà khi mưa xuống ấy, thì đây là đội ngũ thiết kế của Kato đã tính toán về cái độ gọi là khoảng cách giữa một cái bức tường bên này và sang bên nhà hàng xóm để làm sao mà khi mưa xuống nước nó sẽ không chảy sang bên kia, tránh làm ảnh hưởng đúng không? Đấy là một cái thiết kế mà vô cùng độc đáo và được chỉnh chu từng ly từng tí của bên nhà đẹp Kato chúng ta thiết kế rất tinh tế ạ. Đúng rồi. Và ngoài ra thì em thấy rằng là ở khu ban công này một cái điểm nhấn tiếp theo mà em thấy là gì không? Dạ là hệ lam bê tông ạ. Đúng rồi, chính xác. Một cái hệ lam bê tông thiết kế cùng theo bậc số lẻ nhá. Dạ. Đó. Thì khi mà chúng ta thiết kế như này nó sẽ tạo sự khỏe khoắn chắc chắn công trình đúng không? Bởi vì tầng 1 chúng ta đã có những cái hệ cột chính to như thế này rồi đúng không? Vì vậy tầng 2 chúng ta không nên làm những cái hệ lam nhỏ làm gì cả. Đấy, đã đầu tư lớn vào đúng không? Và, thiết kế nó cho phù hợp và nó cân đối hơn đúng không nào? Và bên trên cái hệ lam này thì được bán kính cực lực đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Cái độ khoảng cách giữa các cái cột lam với nhau ấy, em thấy là nó để một khoảng cách rất là vừa phải. Đúng rồi, căng khít. Nó vừa không che lấp đi cái sự ánh sáng từ bên trên chiếu xuống mà vẫn đảm bảo được cái yếu tố là chống mưa chống nắng cho công trình. Chuẩn luôn đấy em ạ. Và ngoài ra thì công trình khu vực này khi mà đội ngũ của chúng ta xuống thiết kế cũng như là tìm hiểu ấy, thì đây cũng chính là cái nơi mà anh Châu chị Dung mong muốn rằng là gì? Đó là tối này hoặc là trong những cái cuối tuần gia đình sẽ ngồi trên đó uống trà thưởng thức. Đấy, xong rồi ngắm nhìn về khu vực của tiểu cảnh là hồ cá coi và phía dưới vườn này, đúng không? Này quá đẹp nhỉ? Vâng, một không gian sống quá là thư giãn ạ. Không biết là đối với một người mà hay sống ảo giống như Trang đây thì em thấy rằng cái view này thì có xứng đáng để mình chụp ảnh hàng ngày không? Em là em đánh giá 10 điểm ngay, em phải chụp mê tấm ấy ạ. Rồi, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ vào bên trong tham quan công trình để xem rằng là đối với một công trình nhà 2 tầng mái Nhật này thì chúng tôi thiết kế không gian bao gồm những phòng nào nhé. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại Trang Trần cùng Minh Thưởng đang có mặt tại vị trí phòng khách của công trình này. Với diện tích phòng khách kết hợp với phòng thờ lên tới 40m2 thì không biết là anh Thưởng sẽ có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về gian phòng như thế này ạ? Đúng rồi. Trang Trần thấy rằng một điều khi mà chúng ta thiết hợp giữa hai không gian là cả khách nhà thờ như này thì nó sẽ tạo cái cảm giác gọi là rộng rãi, thoáng mát hơn đúng không? Dạ vâng. Đó. Và khi mà anh đứng ở đây ấy, anh thấy được cái sự độ thoáng này, sự mát. Đặc biệt rằng là với một cái hệ cửa to và lớn như này đúng không? Ngoài ra đây này, Trang thấy rằng là đây là bên thiết kế đã có thêm một cái hệ cửa bên hông như này. Đấy.
gia đình khi mà ngồi đây sum họp với nhau, có dịp dỗ trà hoặc là ngồi liên hoan với nhau, mở cửa ra thì quá thông thoáng đúng không? Vâng, rất là thông thoáng luôn ạ. Đấy. Ngoài ra Trang thấy rằng là ở đây còn có bồn hoa này. Đấy. Ở đây mà chúng ta trồng những cái cảnh cây hoa mình yêu thích thì thôi tha hồ ngắm nhá. Vâng. Đúng không? Anh có thấy là bên cạnh những việc bố trí bồn hoa như thế này thì anh chị cũng đã rất tinh tế khi mà bố trí cả những cái viên gạch để cho chúng ta thoải mái di chuyển đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đây gọi là tiểu cảnh đấy. Rồi và ngoài ra thì ở với không gian của cả khách cả thờ này thì cái điều gì đặc biệt được ấn tượng nhất trong mắt của em nào? Ấn tượng nhất với em trong cái không gian hiện đại này thì sẽ là phòng thờ anh ạ. Ừ, đúng rồi. Phòng thờ này thì đây cũng là một nơi mà được anh Châu, chị Dung là chủ đầu tư chú trọng, cũng như là đội ngũ thiết kế khi mà xuống đây cũng đã đưa ra những cái phương án làm sao phù hợp với tiêu chí vừa đẹp vừa sang trọng và đặc biệt đó là hợp phong thủy nhất. Đó, thì em thấy rằng là ở đây này, khi mà đã lựa chọn nội thất thì đội ngũ của thiết kế Kato đã có lựa chọn một tấm phản, đây cũng là chất liệu bằng hệ lim nhé. Vâng. Đó, lim này, bàn thờ cũng là bàn thờ bằng lim. Còn ở hai bên là chúng ta có thêm hai cái tủ chất liệu bằng gỗ công nghiệp, đấy, rất là tiện nghi đúng không? Đấy, chẳng hạn như em thấy rằng là ở đây này, anh thấy rằng là chị Dung có để rất là nhiều những cái hương này. Đấy, bên này là nơi có đĩa rồi là rượu để chúng ta là gì? Đặt bàn thờ hoặc là những cái gì mà chúng ta đặt ở đây nó gọn gàng hơn rất nhiều đúng không? Dạ vâng. Đó. Rồi. Và đấy, chẳng hạn như bạn nhỏ như này thì rất là để có thêm không gian cho bạn vui chơi đúng không? Dạ vâng. Ấy, ngoài ra thì em thấy rằng là ở phía sau bàn thờ này thì đội ngũ đã có thiết kế thêm đó chính là một chiếc vách CNC giả gỗ nhé, rất đẹp đúng không nhỉ? Nhìn rất là giống thật đúng không? Dạ vâng. Rất đẹp. Họa tiết hình bông hoa sen nổi bật quá anh ạ. Đúng rồi. Bông hoa sen này thì thông thường theo như trong phong thủy nó là hoa sen theo Phật, tức là mình hướng tới những điều lành, điều thiện đó và được tổ tiên ban cho những cái điều hạnh phúc, may mắn, thành công đấy. Dạ vâng. Rồi. Ngoài ra này, anh thấy một điều đặc biệt đây là gì? Đó chính là ở phía bên trong không gian của phòng thờ ở đây. Đó. Trang em có thấy rằng là đây là chúng ta có tới tận 4 cánh cửa sổ như này. Đấy, đều có thể mở ra thoải mái nhá. Vâng. Đấy, đó, được chưa? Đấy, hai bên cánh cửa này có thể mở ra được này. Rất là hay, rất đẹp đúng không? Thì điều này khi mà chúng ta thắp hương hoặc là chúng ta có dịp dỗ trà chẳng hạn đúng không? Chúng ta cũng sẽ tạo độ thoáng cho công trình. Vâng, đặc biệt là chúng ta sẽ tránh được cái việc mà khi chúng ta thắp hương hoặc là cúng bái gì đấy thì nó sẽ bị gây bí đúng không anh? Đúng rồi, chính xác đấy. Đặc biệt là ở đây này, chúng ta cứ ngồi ở phía của khu phản này, chúng ta nhìn ra được cảnh cũng rất đẹp đúng không? Dạ vâng. Đấy, phải nói rằng là việc mà thiết kế như này đan xen với nhau ở giữa công trình và bên ngoài tiểu cảnh, đó là một điểm vô cùng hợp lý. Đấy thì quý vị chúng ta nếu như mà đang yêu thích một cái công trình nhà vườn mái Nhật thì có thể lựa chọn theo một cái phương pháp mà chúng tôi đang thiết kế dành cho anh Châu, chị Dung, dựa trên việc mà thiết kế giữa hệ bồn hoa này, hệ tiểu cảnh bên ngoài, hồ cá con này, và bên trong không gian khi mà chúng ta đang sử dụng nhé. Đấy, ngoài ra là Minh Tưởng thấy rằng là ở đây này có thêm những cái cây khối như này đúng không, tạo sự trong lành tươi mát cho công trình nhỉ, đúng không? Rồi, ngoài ra anh nhận ra một điều gì về hệ trần đấy không? Em thấy hệ trần này thì bên trong có cái phần diềm trần sử dụng hoàn toàn là bằng gỗ anh ạ. Đúng rồi, chính xác. Cái hệ trần này thì cũng đã được nhà đẹp Kato thiết kế cũng như đưa tư vấn. Đó là chúng ta sẽ ốp những cái miếng bằng gỗ phun để tạo điểm nhấn và sự ấn tượng và sự khác biệt giữa cái phòng thờ và phòng khách. Đấy. Anh thấy rằng là phòng thờ này thì chúng ta sẽ ốp đường viền bằng gỗ đúng không? Còn dạ vâng. Kia là sẽ sơn, rất đẹp, đúng không? Rồi, chúng ta sang bên phía của khu phòng khách một chút đi. Rồi. Và quay trở lại về không gian của phòng khách thì anh Thưởng nhận xét như thế nào về hệ cửa gỗ lim bốn cánh như thế này ạ? Em thấy rằng là với những cái hệ cửa to lớn như này đúng không? Đấy, nó sẽ tạo cái sự ấn tượng. Đặc biệt là khi mà chúng ta mở cửa như này, nó sẽ tạo có một cái không gian vô cùng thoáng. Và đặc biệt là ở phía sau kia thì có thêm một cái cửa đằng sau ấy. Đó, thì nó sẽ tạo cái sự lưu thông khí trong nhà. Từ đó thì mọi người chúng ta sử dụng đều cảm thấy sự thoải mái, đúng không? Đấy, rất là mát trong nhà. Và đặc biệt rằng là ở đây này, Trang Trần em thấy một điều vô cùng đặc biệt đây không? Có anh ạ. Cái vị trí này chúng ta vừa có thể đặt đồ trang trí đúng không anh? Đúng rồi, mà chính xác. Mà bên cạnh đó là kết hợp với cả những cái hệ cửa ô nhỏ như thế này cũng có thể mở ra thì sẽ tạo sự thông thoáng không gian bên trong công trình. Đúng rồi, chính xác đấy. Ở đây thì khi mà chúng tôi thiết kế là chúng tôi có thêm những cái ô như này quý vị nhé, để chúng ta đặt được đồ decor này, bình rượu chẳng hạn, nó sẽ tạo cái vị ấn tượng, sự độc đáo dành cho công trình, nó rất là hay. Rồi, và một điều tiếp theo mà Trang Trần chắc chắn là khi bước vào sự khác biệt đúng không? Chính là hệ trần như này, hệ
nền nhà, đúng không? Đấy. Ở đây thì thay vì là chúng ta sử dụng những cái hệ gạch lớn như là khổ 80x80 hay là 100x100 thì ở đây anh chị anh Châu và chị Dung đã có sử dụng đầu tư vô cùng lớn khi mà ốp full hoàn toàn bằng gỗ. Thì không chỉ là không gian phòng khách mà còn là chạy thẳng vô cùng bếp, đúng không anh? Đấy, em thấy rằng là này, phòng khách này, phòng thờ này, bếp này và cả trong phòng ngủ nhá. Dạ vâng. Đấy, là đều bằng gỗ hết. Khi mà em đi như này em thấy một điều hay của phòng của sàn gỗ này không? Em thấy bây giờ đang là mùa hè đúng không anh? Bước vào phát là em thấy cực kỳ mát luôn anh đúng ạ. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì là đối với những cái hệ sàn gỗ như này nó điều hòa trong nhà rất tốt nhé. Đấy, chẳng hạn như là cái mùa hè như này nó rất là mát. Đấy, mùa đông thì nó sẽ ấm và nó sẽ chống bị ẩm ướt rất là hay. Đó, thì đây cũng là một cái tiêu chí mà chẳng hạn bây giờ quý vị chúng ta đã đầu tư một công trình mà nó đã lớn rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta tội vì chúng ta không đầu tư thêm về những chất liệu một gỗ như này, nó vừa sang trọng vừa đẳng cấp vừa đẹp, đúng không? Nhá, được nhá, rồi. Đúng rồi ạ. À, chẳng hạn nếu mà sau này mà anh mà có tiền, anh cũng sẽ có sử dụng những cái chất liệu sàn gỗ như này. À, không biết cho Trần này em như thế nào? Em mà có tiền thì em phải đầu tư sàn gỗ rộng hơn anh. À, rộng hơn anh à? Rồi. Ôi, một điều tiếp theo mà em thấy rằng là phòng khách này cái gì ấn tượng vào trong mắt của em này? Bên cạnh cái sự bố trí bàn ghế thì em rất là ấn tượng với cái việc bố trí vách ngăn CNC đúng cũng rồi. Như là cái hệ trần của phòng khách này. Đúng rồi, chính xác. Em thấy này, ở đây nha, vách ngăn CNC này thì chúng ta sẽ tạo được cái không gian riêng biệt phòng khách, phòng bếp. Thứ nhất như chẳng hạn là nhà mà anh Châu đang có tiếp khách chẳng hạn, đúng không? Các thành viên ngồi đằng sau ăn uống đều không mất tự nhiên, rất thoải mái, vẫn đảm bảo được sự riêng tư. Đúng rồi, chính xác. Đó. Và cái vách CNC này thì cũng đã có lựa chọn thiết kế dựa trên cái sự yêu thích của anh nhé. Bởi vì là đội ngũ đã có đưa ra những cái vách CNC nó phù hợp, nó đẹp. Đấy, để tạo sự ấn tượng. Ngoài ra em thấy rằng là ở đây này có những cái hệ kính mờ. Đấy, nó phù hợp với một TV to quá nhỉ. Rất đẹp đúng không? Trang em đoán xem là TV này tầm bao nhiêu inch nào? Em thì lại không biết nhiều về mấy đồ điện tử lắm, nhưng mà theo em đoán chắc là 80 inch nhỉ anh? 80 inch à? Theo như sự chia sẻ đến từ bác gái thì đây là 70 inch. Rất đẹp đúng không? Nó rất là phù hợp và hầu như nó là vừa vặn với fix CNC. Đây cũng là việc mà lựa chọn tối ưu của đội ngũ thiết kế Kaito. Đấy. Bố trí nhìn rất là gọn gàng và tinh tế đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Ngoài ra là những cái hệ tủ này em thấy không? Mặc dù là gỗ công nghiệp và kết hợp với CNC bên ngoài nhưng mà nó cũng rất là sang trọng và đẳng cấp đúng không? Rất đẹp. Đấy. Rồi. Và như em nói đúng không? Một hệ trần vô cùng đẹp. Đấy. Quý vị thân mến ạ, thông thường thì đối với một công trình khi mà đã đầu tư đúng không ạ? Thay vì anh Châu, chị Dung sử dụng những cái hệ điều hòa đơn chẳng hạn thì ở đây anh chị đã sử dụng full hệ điều hòa cao cấp bằng điều hòa âm trần và đèn âm trần kết hợp với nhau. Wow. Thật là nếu như mùa hè đây mà anh chị mở điều hòa được thôi chắc là anh với em khỏi về nhỉ. Vâng, bây giờ em không muốn về nữa rồi anh ạ. Không muốn về. Quá là đẹp đúng không? Rồi. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái hệ trần đây là trần thạch cao em nhé. Dạ đấy, vâng. Giật một cốc như này. Đan xen. Đan xen với nhau hệ kép. Rất đẹp. Em thấy rằng là nhận xét sao về hệ đèn và cái hệ quả trần đây? Em thấy rằng là đây là một thiết kế rất là hiện đại anh ạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái hệ đèn này em lại thấy nó có hơi hướng là hơi cổ điển một chút. Đúng rồi. Hơi tinh tế một chút. Thì em nghĩ là chắc là nó phù hợp với cả lối sống đúng của rồi. Gia đình và nhu cầu sở thích của anh chị. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Thông thường thì đối với khi mà chúng ta lựa chọn hệ đèn thì nhà đẹp đã đưa ra cái phương án đó là sử dụng những cái hệ đèn nó mang tính hiện đại một chút để nó phù hợp với cái không gian cũng như công trình. Nhưng mà anh thì lại mong muốn rằng là sẽ có một cái sự khác biệt một chút tạo điểm nhấn cho công trình. Đó, thì công trình này. Nhưng mà thấy thì cũng đẹp đúng không em nhỉ? Vâng, kết hợp với cả không gian của ban thờ hướng ra nữa thì nó rất là trang trọng anh ạ. Đúng rồi, chính xác. Đó, rất là phù hợp. Thì chúng ta sử dụng những cái nơi mà tôn nghiêm, đúng không? Rồi. Và cái phòng thờ này thì cũng là nơi mà vị trí đã lựa chọn, đó là tọa các phong cách em nhé. Dạ vâng. Rất đẹp. Đây, thì đây là chính là tổng thể không gian công trình của nhà. Đó, rất đẹp đúng không? Đấy, ngoài ra là những cái bộ bàn ghế như này thì anh chị đã đầu tư lựa chọn kích thước làm sao nó phù hợp cả không gian. Đấy, em thấy rằng là hầu như đúng không? Chúng ta đã làm hoàn toàn nằm bên tay phải của không gian phòng khách đúng không? Dạ vâng. Đấy, trừ một cái lối đi như thế này. Đúng rồi, đấy, rất thoải mái. Đi lại thờ, đi lại bên ngoài đúng không? Và đi thẳng vào không gian của phòng bếp nữa anh ạ. Đúng rồi, chính xác. Ngoài ra em thấy không ạ? Những cái hệ cửa sổ có 4 cái như thế kia. Anh chị mở cửa ra, ngắm bên đường, ngắm vườn hoa xung quanh. Đấy, thì đây cũng là những cái
kiến trúc mà chúng ta đã đáp ứng lại cái nhu cầu của anh chị. Đó, đúng không? Rất đẹp đúng không? Rồi. Rồi, chúng ta vào bên trong không gian phòng bếp một chút nhé. Rồi, và đến tiếp theo là không gian của phòng bếp. Thì đối với một người xinh gái như Trang như này thì cũng là một người mà yêu thích nội trợ, thì em cảm nhận sao về không gian của phòng bếp này? Thưa anh Thưởng, là theo em thì bếp được coi là một nơi để giữ lửa yêu thương. Đúng rồi. Và với cái không gian phòng bếp vô cùng hiện đại, tiện nghi và sang trọng như thế này thì em nghĩ là mỗi bữa cơm trong gia đình của anh Châu và chị Dung sẽ rất vô cùng là ấm áp và ngập tràn tiếng cười anh ạ. Đúng rồi. Có một cái điều rất là hay nhá. Đối với mọi không gian khác thì đội ngũ sẽ hỏi anh Châu, nhưng mà đối với không gian bếp là phải hỏi chị Dung. Đấy. Bởi vì chị là cái người mà nội trợ đấy. Chị thích như nào là chúng ta phải bố trí làm sao cho chị yêu thích được thôi, đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy, chị hàng ngày chị đây mà. Em thấy này, cái không gian này ngoài việc là sàn gỗ đúng không? Đấy, thì việc đây là chúng ta thiết kế rất là hợp lý với không gian như này. Đầu tiên là chúng ta nhìn về phía hệ tủ này. Cái tủ bếp đây là đã được thiết kế theo dạng chữ L nhá. Dạ vâng. Đấy. Ồ, sát lấy hai mặt của căn phòng luôn. Chính xác, đó. Việc mà tính toán như này chúng ta sẽ thiết kế nó phù hợp để làm sao mà vừa có diện tích rộng rãi đặt đồ này, nấu ăn này, di chuyển này, đúng không? Đấy, chẳng hạn đây, mình tính ở đây một chút đi. Em có thấy không? Đấy, cái hệ bếp đặt đây nhá. Đây là vị trí mà đã đặt được theo phong thủy là tọa hung và hướng cát. Thì trong phong thủy thì khi mà những cái dạng bếp đặt đấy, nó lại đốt cháy đi những cái điều mà đen đủi. Đấy, và giữ lại những cái sự hạnh phúc, thành công, may mắn trong gia đình không? Đấy. Và bên cạnh đó là vị trí của bồn rửa đúng không anh? Đấy. Và với thiết kế hình chữ L như thế này thì mình cũng đáp ứng được thêm một yếu tố phong thủy nữa. Đó là yếu tố giữa thủy và hỏa, là rồi. Vị trí của bếp nấu và bồn rửa. Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ khác biệt nhau đúng không? Đấy, ra như này. Đó. Và ngoài ra em nhìn qua cho em một chút này. Đây. Một cái sự tinh tế đây là gì? Khi mà chúng ta có sử dụng những cái dạng đá. Đây, đây đá granite nhé. Đấy, để chúng ta ốp lên phía trên của tủ bếp dưới này. Nó vừa chống ẩm này, bên cạnh đó là lau chùi vệ sinh cực kỳ là dễ dàng và sang trọng đúng không? Đấy. Chẳng hạn như thế này thì rất là bền và khó bị cháy xước đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đó. Đây, có hệ thống đèn LED. Vâng đấy. Cứ phải là chủ nhân của bếp thì thì đây, xin nhá. Có đèn LED thì bếp nó không bật. À vâng, đấy rất đẹp. Cảm ứng tự động như thế này không cần bật luôn anh ạ. Cua tay thôi là sáng rồi. Ngài nói rằng là ngoài công trình đầu tư lớn quý vị nhá, thì việc mà đầu tư thất là cũng được chú trọng vô cùng lớn đấy ạ. Rất tuyệt vời đấy ạ. Rất tuyệt vời đúng không? Đấy. Ở trên này là chúng ta có sử dụng những vách CNC bằng nhựa bên ngoài nhá. Đấy, em thấy rằng là khi mà sử dụng như này nó vừa đẹp, vừa sang trọng, vừa tinh tế. Mà cái việc mà sử dụng tươi mới được lâu bền hơn, thay vì là chúng ta sử dụng chất liệu bằng gỗ hay là những chất liệu khác đúng không? Đấy, vâng. Rất là hay. Rồi, ở trên này thì anh thấy rằng là anh chị cũng kết hợp rất là hay này, khi mà có những cái tủ khô này, tủ gạo đúng không chị nhỉ? Đấy, tủ gạo rất là hay như này. Đó. Bên này có tủ để đồ khô rất là hay như này. Rồi. Em cảm thấy rằng đây đúng là một công trình hiện đại từ bên ngoài ngoại thất cho đến bên trong nội thất đúng không anh? Đúng rồi. Đối với anh khi mà một người con trai khi mà vào đây thì cũng thích nấu ăn đấy, mặc dù không biết nấu hay ăn mấy. Rồi. Ngoài ra về hệ tủ bếp này, em thấy về chiếc bàn này như thế nào? Em thấy đây là một chiếc bàn tròn với cả thiết kế là vô cùng độc đáo anh ạ. Chúng ta sẽ có vị trí bàn xoay ở đây. Thì khi nào mà chúng ta muốn đổi món ạ, mình có thể dùng tay xoay mà không cần phải đưa tay ra quá dài hoặc là vươn ra để gắp ấy ạ. Đúng rồi. Và cái thiết kế bàn tròn như thế này nó sẽ tạo sự khăng khít và gắn kết cũng như là sự kết nối giữa các thành viên được tốt hơn. Đúng. Và cái bàn này nhá, là em nhìn này, đây là sử dụng cái dạng gạch giả đá nhá. Rất đẹp đúng không? Vân hoa bằng đá này. Và em nhìn qua một chút này, hệ bàn tròn và kết hợp thêm 6 ghế đây. Em liên tưởng tới hoa gì? Anh có thể gợi ý cho em một chút được không? Chứ em thấy có nhiều loại hoa, 6 cánh lắm anh ạ. 6 cánh lắm hả? Rồi, một loại hoa mà ở phía bàn thờ cũng đã nhìn thấy. À, hoa sen ạ. Đúng rồi, chính xác. Đó, rất đẹp đúng không? Rất tinh tế, rất đẹp. Đấy là sự ấn tượng, một sự khác biệt mà khi mà đội ngũ thiết kế Kaito chúng ta làm và thực hiện thi công công trình. Đó. Thì đây là những cái sự trau chuốt, những cái sự tinh tế mà chúng tôi luôn luôn đề cao trong quá trình mà chúng tôi thực hiện thi công công trình. Đấy, ngoài ra thì em thấy rằng là ngoài một cái cửa đằng sau này, đấy, để chúng ta có thêm một cánh cửa sổ hai cánh. Đúng rồi. Khi mà chúng ta nấu ăn, ta mở cửa ra chống ám bụi cực kỳ là tốt đúng không? Vâng. Đấy. Rồi. Bên cạnh đó thì anh Thưởng thấy rằng là cái vách ngăn CNC ban nãy chúng ta đã nói ở phòng khách. Đúng rồi. Thì ở trong này cũng được kết hợp để làm những cái chia ô ra đúng để chúng ta có thể đặt đồ trang trí chính hoặc là đặt những bình rượu gì đó ở đây đúng cũng rồi, được đúng không anh? Anh ấy mới nhắc đến rượu anh thấy này, ở đây chúng ta có 3 bình rượu ngâm này.
Đấy, rất là hay đúng không? Đấy, thì đây cũng chính là những cái chẳng hạn như là hành châu trong quá trình ăn uống có thể lấy ra để mời đúng không? Rất đẹp. Phía trên của mỗi một ô như thế này chúng ta có riêng một hệ đèn khác nhau. Thế này mà đặt những đồ trang trí ở đây thì không biết nổi bật như thế nào anh nhỉ? Không biết là cái đèn này là có phải là đèn cảm ứng không chị nhỉ? À lại có là đèn LED, vâng. À ui, cũng là một dạng đèn LED rất là hay, ui, đẳng cấp. À, cái này gọi là smart home, nhà thông minh, quá đẹp. Rồi, và ngoài ra thì ở trên là cho chân em thấy rằng là ngoài đèn âm trần này, đấy. Rồi là đèn âm trần này thì đây cũng là cái dạng trần thạch cao sập một cấp nhá. Đấy. Với trần thạch cao như này thì chúng ta dễ dàng trang trí theo từng nhu cầu, từng mong muốn, từng sở thích. Đấy. Rồi. Ấy ví dụ đây là cái cửa đằng sau này. Đấy, cửa đằng sau này thì anh cũng sử dụng phun luôn kiểu gỗ luôn. Vâng. Đầu tư từ mặt trước đến mặt sau luôn. Đúng anh ạ. Thông thường thì chỉ có những cái cửa như này thì thường thường thì anh thấy rằng là những cái công trình mà họ tự xây chẳng hạn thì sẽ sử dụng cái hệ nhôm. Đấy, nhưng mà đây thì anh Châu anh thích là phun gỗ luôn. Em cũng chỉ thường bắt gặp là những cái gia đình người ta xây có cửa ra vào chính là bằng gỗ thôi. Hoặc là cùng lắm là kết hợp thêm cửa sổ ở hệ mặt chính là gỗ thôi. Còn đó. Đây khi mà em bước vào không gian này em thấy là tất cả mọi hệ cửa trong nhà anh Châu đều là bằng gỗ hết. Đẹp đẹp đúng không? Dạ vâng. Và như anh có chia sẻ đây đúng không? Đấy, thì đây là chúng ta khi mà xuống này đã có phân chia cái diện tích khoảng đất của công trình làm sao nó phù hợp đúng không? Em thấy rằng là phía trước này một cái vườn, một tiểu cảnh đẹp như thế. Nhưng mà phía sau sân cực kỳ rộng như này. Và đây cũng chính là cái nơi mà để mà anh Châu sẽ đi ô tô vào. Đẹp đúng không? Rất rộng rãi như này, thoáng mát nhỉ? Anh Thưởng có để ý thấy rằng là cái việc mà bố trí cửa hậu chúng ta sẽ bố trí hơi lệch một chút đối với cửa chính không ạ? Đúng rồi. Đấy, anh có nhận xét như thế nào về cái yếu tố này ạ? Đúng rồi, đây cũng chính là một cái yếu tố phong thủy mà chúng ta cần đề cao nhé. Đấy, bởi vì là trong cái việc mà chúng ta để mà đối diện với nhau thì nó là một phong thủy không tốt. Và đây cũng là một cái điều mà khi mình quý vị chúng ta thiết kế cửa sau cửa trước làm sao làm lệch nhau một chút thì nó sẽ phù hợp và nó đẹp. Rồi. Ngoài ra thì ở tầng 1 chúng ta có khách này, có thờ, có bếp này thì chúng ta còn có phòng ngủ. Đúng rồi. Đó. Đây, phòng ngủ này thì hiện tại theo như anh được biết thì chúng ta đang dành cho bác gái, tức là mẹ của anh Châu. Đó. Vâng. Rồi. Thì sàn cũng như đã được chia sẻ đúng không nhỉ? Cũng là phun bằng gỗ, rất ấm áp. Rồi và với công trình trong này nhá, thì chúng ta đã có thiết kế dựa vào những cái nhu cầu mong muốn cũng như là diện tích không gian đây để làm sao cho bác ở thoải mái đúng không? Em thấy sao về công trình phòng ngủ này của bác? Em thấy rằng là ngoại trừ cái việc đã được bố trí đầy đủ nội thất cơ bản thì em còn để ý đến một số chi tiết, ví dụ như là ổ điện ngay bên cạnh giường hoặc là hệ lắp đèn cũng ngay bên cạnh giường. Chúng ta có thể là khi mà bác nằm ngủ nghỉ mà ví dụ mà mình lỡ bật đèn hoặc là mình muốn sạc cái gì đấy đúng không anh, mình có thể giơ tay ra ngay phía đầu giường, nó rất là tiện. Đúng rồi, đó rất là hay. Và ngoài ra đây này, đó có thêm những cái cửa sổ hai cánh như này để bác mở cửa ra tạo sự thông thoáng và sự tươi mát đúng không? Vâng, tránh bí bách khi mà ngủ nghỉ đúng không anh? Đúng rồi. Đây, phòng ngủ đơn nhá, nhưng mà cũng được chú ý rất là hay. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái đèn dây cườm lai rất là đẹp đúng không? Bên ngoài là chúng ta sẽ có đèn âm trần như này. Đó. Rất đơn sơ. Rồi. Tiếp theo chúng ta đến với phòng tiếp theo nhé. Và không gian cuối cùng ở mặt bằng tầng 1 này sẽ là khu vực của nhà vệ sinh chung. Đúng rồi. Và như quý vị có thể thấy rằng là nhà vệ sinh sẽ được bố trí đầy đủ nội thất cơ bản với là bồn rửa mặt, bồn cầu, vòi sen tắm đứng. Và bên cạnh đó là có một ô thoáng nữa để chúng ta lấy sự thông thoáng khi mà chúng ta tắm trong này. Rồi. Và anh Thử có thể chia sẻ cho mọi người biết về kích thước của sàn nhà không ạ? Hiện nay phòng này thì đang được chúng tôi thiết kế là 8m quý vị nhé. Đấy, 8m². Ở đây thì trang trần nhìn ra một điều này. Đối với không gian này nhé, thì cái gạch lát nền ấy là sử dụng những cái khung nhỏ. Đấy, đây là 20x20 thôi. Vì sao mà chúng ta cần sử dụng những cái hệ gạch này? Bởi vì trong quá trình khi mà chúng ta thi công thiết kế, nó sẽ dễ dàng chúng ta tạo cái độ dốc. Đấy, khi mà nhà mình chúng ta tắm hay là giặt quần áo cực kỳ là dễ dàng thoát nước. Dạ vâng. Đấy, và sau đó chùi vệ sinh. Đấy, còn ở trên là chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng gạch bóng nhé. Dạ vâng. Đấy, ở đây này, trong trần vào trong nền một chút này. Đấy. Em cần thấy một điều gì không? Đó là cái gạch đây là gạch nhẵn. Vâng. Đó. Chống bám khá là tốt đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đó. Còn trên này là gạch bóng nhất. Đấy, để chúng ta sẽ chống bị bám nước lại. Rất là hay đúng không? Đúng vâng. Đó. Rồi. Và một không gian như này thì quá đẹp rồi. Đúng không? Vâng. Cũng là một sự đầu tư khá là lớn đến từ anh Châu và chị Dung. Rồi. Và một không gian tiếp theo mà anh nghĩ rằng là anh là người thích nhất trong này. Đúng không? Đây, xin mời quý vị. Rồi. Đối với một người mà minh thường
Nhưng bình thường thì một cái đàn ông thì cực kỳ là yêu thích với không gian này của anh Châu. Đó. Rượu, trang trí, tạo sự lịch lãm, sự đẹp và sự tinh tế của gia đình. Ngoài ra là một sự đẳng cấp đúng không? Đấy. À, ngoài ra em thấy này. Đấy. Smart home. Đèn thông minh. Cũng tương tự giống như những cái vách ngăn CNC được tạo cái ô để đúng trang trí như ban nãy chúng ta gặp đúng không anh? Chính xác. Đấy, em thấy không? Ở đây này, từng không gian một thì chúng ta sẽ có cách đặt rượu khác nhau này. Chẳng hạn như đây là chúng ta đặt rượu nằm nghiêng này. Đấy, đây là đặt đứng này. Đấy. Anh có thấy chỗ này không ạ? Mình có thể đặt từng chai vào những cái ô nhỏ. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, đó. Thì đây cũng chính là một cái gọi là cái tủ rượu theo phong cách Tây. Đó, phương Tây rất đẹp, rất hay. Đó, có thể không ạ? Ngoài ra chỗ này thì chúng ta còn có thêm những cái hệ tủ như này. Đó. Đặt những cái đồ như này. Rất là gọn gàng. Ngăn nắp dành cho đây. Đấy, bên này này. À, em thấy không? Đặt đây là tủ giày đúng không anh? Tủ giày, đúng rồi. Trên là chúng ta đặt những cái ba lô, đặt túi sách rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ngồi trên đây để đúng mà rồi. Thay giày, cũng rất đúng là rồi, tiện. Đúng rồi, chính xác đó. Bởi vì đây là chính là cái nơi mà từ phía đằng sau của chúng ta đều đây. Đấy, và cất đồ rất đẹp đúng không? Đấy. Ngoài ra đây còn có sử dụng thêm những hệ tủ ở phía cầu thang này. Đấy. Đây sẽ là một cái không gian tận dụng làm kho để chúng đúng ta có thể chứa đồ đạc. Chính xác đó. Thông thường thì đối với những cái công trình mà chẳng hạn chúng ta không có sử dụng những việc mà chúng ta đặt những cái tủ rượu hoặc là tủ để làm đồ kho chẳng hạn, thì quý vị chúng ta có thể đặt thêm những cái cây cảnh, cây hoa đấy, để chúng ta sẽ gọi là tránh bị khí động trong nhà. Thì đây cũng chính là một cái điều mà phong thủy mà chúng ta cần nên áp dụng quý vị nhé. Đấy. Tức là chúng ta đặt những cái gọi là tiểu cảnh, như là hồ cá coi cũng được, bể cá cũng được. Đấy, rất đẹp. Rồi và tiếp theo chính là công trình đi lên tầng 2 đúng không nha? Vâng. Trước lên tầng 2 thì chúng ta nhìn qua một chút về hệ cầu thang. Em nhìn nhiều lắm rồi anh ạ. Cứ đi qua là em nhìn thôi. À, cái đấy gọi là nhìn đấy. Hệ cầu thang rất là rộng đúng không anh? Và chất liệu cũng được ốp hoàn toàn là bằng đúng gỗ. Rồi. Đúng rồi. Đâu đó nó cũng rơi vào tầm 1m4 đấy em ạ. 1m4 như này. Thì hai anh em mình đi rất là thoải mái. Được đúng không? Chất liệu đây là full đều bằng hệ gỗ lim nhé. Đó. Và số bậc cầu thang đây thì chúng tôi sẽ dựa vào chiều cao tầng 2, tầng 1. Để chúng tôi chia làm sao đối xứng nó phù hợp phong thủy. Và số bậc cầu thang đây là 21 bậc quý vị nhé. Đấy. Thì nó sẽ mang lại phong thủy tốt. Và trong sinh lão bệnh tử thì nó làm ở cung sinh. Đấy, mang lại sự may mắn, hạnh phúc dành cho gia đình. Em thấy rằng là đây là được xây dựng theo cây thông này. Đấy. Rõ ràng đúng không? Vâng. Tạo sự ấn tượng rất hay. Rồi, và xin mời quý vị chúng ta sẽ lên với không gian trên tầng 2 nhé. Mà trong quá trình khi mà em di chuyển lên tầng 2 thì em nhận ra một điều gì? Ánh mắt của em đã bị thu hút bởi một cái hệ cửa sổ hai cánh như thế này. Và khi mà kết hợp với cả hệ đèn đúng không anh? Cũng như là không gian phía bên trên thì sẽ tạo một sự thông thoáng cũng như là độ sáng nhất định cho cái không gian của ô thang như thế này. Đúng rồi, đó. Và ngoài ra thì cái việc mà chia cái chiều cao tầng bậc như này thì em bước đi cực kỳ dễ dàng đúng không? Dạ vâng. À, rất là hay. Đây là việc cái tính toán đã dựa vào những cái độ cao. Cũng như trong quá trình di chuyển từ bác gái, bác có tuổi hoặc là các bạn nhỏ di chuyển đều cực là dễ dàng. Vâng. Đấy, đúng không? Rồi, mà ở trên tầng 2 thì có rất nhiều những cái phòng vô cùng đặc biệt và chúng ta sẽ lên tham quan nhé. Và đến với không gian ở tầng 2 thì anh Thưởng có nhận thấy một điều là vô cùng đặc biệt và nổi bật đúng không ạ? Tại đây chính là cái hệ đèn sàn của chúng ta đúng không anh? Đúng rồi. Tại tầng 1 và tầng 2 đều là chất liệu bằng gỗ. Chính xác. Đây cũng là một cái sự chia sẻ đến từ anh Châu nhé. Anh nói rằng là đã đầu tư là đầu tư cho hết. Đúng không? Tầng 1, tầng 2, phun gỗ hết luôn. Rất là thích. Đấy. Hy vọng là sau này cũng nhiều tiền như anh Châu nhỉ? Dạ vâng, em cũng hy vọng như vậy anh ạ. Các phòng đầu tiên hiện tại là chúng ta đang thiết kế là phòng sinh hoạt chung dành cho gia đình của anh Châu. Thì đây cũng là một điều đặc biệt của quý vị thấy nha. Ở phía dưới chính là không gian của phòng thờ. Đó. Vì vậy là chúng tôi cũng đã tư vấn dành cho anh Châu là phòng này thì chúng ta không nên là phòng ngủ. Đấy. Chúng ta nên là phòng sinh hoạt chung để gia đình chúng ta có thể học tập này, hoặc là làm việc với nhau ở đây. Nó sẽ phù hợp và nó sẽ không tránh phạm vào phong thủy. Đó. Và phòng này thì hiện tại đang có bao nhiêu mét vuông em nhỉ? Dạ thưa anh là 11,7m² ạ. Ừ, 11,7 đúng không? Khá là rộng rãi, thoải mái nhỉ. Ở đây là các bạn có thể đặt một chiếc đệm này. Đây, anh thấy là có đệm, có chiếu này. Vâng. Để gia đình chúng ta có thể ngồi đây vui chơi, đúng không nhỉ? Ngoài ra thì anh nhận ra một điều nhé. Đây. Phải nói rằng là từ khi mà vào anh đã mê luôn cái khu vực này em ạ. Đấy. Chính là cái không gian tiểu cảnh phía dưới.
Anh nói thật là tầng 1 hay tầng 2 đều ngắm được cái tiểu cảnh này quá đẹp em nhá. Vâng. Và nếu mà thay đổi vị trí đến tầng 2 thì mình sẽ có một góc nhìn khác. Nó cũng không hề thay đổi đi vẻ đẹp mà còn thậm chí còn nổi bật hơn anh ạ. Đẹp hơn đâu, chính xác rồi đấy. Bởi vì chúng ta ngắm được từ trên cao cơ mà. Từ trên cao, từ cây cối này, xong rồi xuống hồ Cá Coi, rất đẹp đúng không? Đấy. Ở đây còn thấy là có thêm cái cửa sổ như này. À, thông thường em thấy rằng là những cái cửa sổ như này nhá thì sẽ là có baro kính. Thay vì chúng ta cần mở ra, đấy, chúng ta cần để cái đèn thôi. Đã có ánh sáng rồi. Còn khi nào mà chúng ta cần cái sự thông thoáng thì chúng ta mở ra. Rất là hay đúng không? Dạ vâng. Ừ, rất đẹp. Rồi. À, phần tiếp theo mà chúng ta tới tham quan ở trên tầng 2. Đấy, đây chính là phòng ngủ. À, phòng ngủ này thì anh thấy rằng là hiện tại đang dành cho các cháu. Thì không biết rằng là phòng này thì bao nhiêu mét vuông em nhỉ? Phòng này thì có diện tích là 12 mét vuông anh ạ. 12 mét vuông à? Ừ. Đấy, rất là rộng đúng không? Thoải mái. Đặc biệt chẳng hạn như là mình em ở thì thoải mái đúng không nhỉ? Dạ vâng. Đấy. À, cũng chia sẻ với cả nhà thì phòng này là dành cho hai bạn nam. Quá đặc biệt đúng không? Hai bạn nam thì hai anh em cứ tha hồ ôm nhau ngủ như này thôi. Đấy. Ở đây thì em thấy rằng là ở những cái hệ như này đúng không? Chúng ta có phun luôn bằng chất liệu bằng gỗ như này. Đấy. À, giường và tủ đây đều bằng gỗ công nghiệp quý vị nhé. Đấy, chúng ta làm cái này rất là hay, đẳng cấp đúng không ạ? Đó. Ngoài ra em thấy về chất liệu, về việc sắp xếp tủ quần áo này, giường ở đây như thế nào? Em thấy đây là một sự bố trí vô cùng hợp lý anh ạ. Ừ. Với cái hệ tủ quần áo ba cánh lớn như thế này. Ừ. Và ngay bên cạnh đây là còn bố trí thêm cả các không gian để chúng ta có thể đặt đồ nữa. Đúng rồi. Thì các bạn cũng có thể là đặt cặp sách tại đây. Hoặc đúng, là đặt bài vở hoặc là đúng sách vở tại đây luôn. Đúng rồi. Rất là tiện ạ. Đấy đây. Em thấy không? Một chàng hoàng tử, chàng út của nhà đang nằm ở trên dưới giường của mình. Đó, rồi. Và ngoài ra đây này, đó, em thấy không? À, sau này mà hai cô cậu học hành chẳng hạn mệt quá, ra đây mà ngắm đây thì thôi rồi nhá. Vâng. Rất là mát, mở cửa ra thì cực kỳ thông thoáng dành cho hai cô cậu. Đấy, à, có thêm cái hệ đèn như này, trang trí vô cùng bắt mắt. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với không gian tiếp theo nhá. Và không gian tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến đến với cả một không gian ban công rộng rãi như thế này. Thì không biết là anh Thưởng có nhận xét như thế nào về không gian này ạ? Cái không gian này cũng là không gian mà anh cực kỳ yêu thích, giống như anh Châu đấy. Anh cứ chia sẻ rằng là ở đây thiết kế cho anh làm sao để mà anh ngồi đây anh uống trà. Đấy, mà anh có thể là thưởng thức được những cái cơn gió mát ở tầng 2. Đấy, có thấy không? Đây là chúng tôi thiết kế với cái hệ lam bê tông này. Ở trên là bằng kính cường lực. Đấy, để tạo cái độ sáng, độ thông thoáng. Chúng ta không cần phải làm quá rườm rà gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà nó vừa đổ sộ, vừa thiết kế và nó cực kỳ ưng ý đối với một công trình tổng thể như này. Đó. Và đối với diện tích đã phải 1m2 thì ở đây chúng ta có thể hoàn toàn rộng rãi, đủ rộng rãi để mà bố trí một bộ bàn ghế ở đây đúng không anh? Đúng rồi. Và đứng ở đây anh có nghe tiếng chim hót không anh nhỉ? Có đấy. Một không gian là rất là thư giãn ạ. Chính xác. Và phía bên cạnh này sẽ là một hệ cột trụ vuông để chống đỡ với cả phần mái lam bê tông. Thì anh được có thấy là nó rất giống thiết kế nào không ạ? Thiết kế tầng 1 đấy. Dạ đúng rồi ạ. Ở sảnh chính tầng 1. Đó. Vẫn sẽ là đá granite bao gồm màu đen và đá mấp màu đỏ. Chính xác. Sẽ tạo một sự thống nhất về hình khối cũng như là màu sắc cho tổng thể công trình ạ. Đúng rồi. Đấy. Đây cũng sẽ tạo thêm một không gian vui chơi cho các bạn nhỏ này. Đó, đúng không? Thông thường thì các bạn nhỏ là phòng ở bên cạnh như này. Thì thay vì là ban đầu là chúng ta thiết kế đó là cái hệ kính, nhưng mà để đảm bảo an toàn cho các bạn có sân vui chơi thì chúng ta đã thay bằng hệ bê tông. Bà. Nó sẽ bảo an toàn các bạn. Đấy, sẽ cao một chút, đúng không? Đấy. Thì quý vị cũng có thể lưu ý về cái việc mà chúng ta vừa tạo không gian, vừa ngồi uống cà phê, vừa tạo không gian vui chơi mà lại vừa an toàn quý vị nhé. Rồi, và không gian tiếp theo chúng ta đến với không gian ở tầng 2. Rồi, và một không gian tiếp theo mà anh nghĩ rằng là quý vị chúng ta cũng đang rất là thích nếu như một ngôi nhà rộng và quá nhiều phòng như này, chính là không gian vừa làm việc vừa học tập của gia đình anh Châu, chị Dung. Đấy, em thấy rằng này, ở đây là chúng ta đã thiết kế một cái bàn dài full như này. Vâng. Đúng không? Đó, rất đẹp nhá. Vừa mới bước vào là em cảm giác như là em đang bước vào một thư viện hoặc là một nhà sách anh ạ. Anh đã định nói như thế. Ở đây này, cái siêu mà chị Dung là một nhà giáo cấp 3 mà việc bố trí sách vở như này quá là đẹp. Vâng. Đúng không? Cái màu sắc mà chị chọn rất là hay như này. Sách to, sách nhỏ như này đan xen màu sắc nhau hay vậy nhá. Nhìn đẹp nhỉ anh ạ. Đẹp thật. Đó. À, đây cũng là hiện tại đang là cái không gian để mà dành cho các bạn nhỏ vừa học tập này. Đây là không gian dành cho anh chị sẽ làm việc này. Đấy. Mà sau này các bạn mà lớn thì chẳng hạn bạn ngồi đây học cũng được,
đúng không? Rất là hay. Má. Và em thấy cái thiết kế của hệ tủ sách cũng như là hệ bàn này nó rất là vừa khít với nhau đúng không đúng anh? Rồi. Đấy, chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một không gian rộng rãi để có thể di chuyển đó. Ở đây. Việc mà thiết kế như này, nó đang xen sát vào nhau như này, đúng không? Mà chẳng hạn như sau này mà bạn lớn của nhà anh chị mà chẳng hạn lấy vợ chẳng hạn, phòng này đổi lại thành phòng ngủ. Vâng. Rất là hợp lý đúng không? Thoải mái luôn, đúng không? Mà đây chúng ta có thêm này, hai cửa sổ đơn này, một cửa sổ đôi, tạo sự thoáng mát. Em thấy ngồi đây mà thấy gió không? Có, gió mát thật anh ạ. Mà ban ngày mà mình ngồi đây mình đọc sách hay là làm việc thì em nghĩ là không phải bật đèn đâu ạ. Đúng rồi, thao học thôi, rất thoải mái nhá. Và đúng là anh chị đi làm, còn là chị là bên nhà giáo vậy thì rất là chỉnh chu trong cái phòng học đúng không? Vâng. Làm việc. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với không gian tiếp theo nhé. Rồi, đây chính là không gian hạnh phúc của chủ đầu tư chúng ta. Chị Dung và anh Châu. À, em thấy sao về cách bố trí không gian đây? Với một cái diện tích là 13.4m2 được bố trí đầy đủ nội thất như thế này thì em nghĩ đây sẽ là một không gian là vô cùng tiện ích anh ạ. Anh có thấy vị trí của chiếc bàn này không ạ? Ừ. Đây sẽ là một chiếc bàn dùng để trang điểm đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đây sẽ là nơi mà chị Dung ngồi mỗi ngày. Đúng rồi, đấy. Rồi em thấy anh nhìn thấy không? À, cái việc mà lựa chọn chăn ga cố định này cũng là mang lại cái sự ấm áp, cái hạnh phúc dành cho vợ chồng của anh chị. Đấy, cửa sổ này kết hợp đan xen nhau tạo ánh sáng, tạo sự thông thoáng. Rồi, những tủ quần áo như này rất thoải mái đúng không? À, chúng ta có thể lựa chọn hệ tủ như này hoặc là hệ tủ âm trần đều được. Hệ tủ phù hợp theo từng cái nhu cầu. Và việc mà bố trí như này rất là hay đúng không em? Đấy, đi lại rất là rộng rãi như này. Đây, đặc biệt một cái người mà hai trang điểm sang gương như em Trang nhá. Đây, một chiếc gương gắn tường rất đẹp đúng không? Em đang không biết là cái chiếc gương này của nhà anh chị thì có lắp cái hệ đèn cảm ứng hay gì giống như bên dưới không? gương này thì chưa được smartphone nhá. Nhưng mà rất là hay đúng không? Vâng. Khi mà gương này chúng ta lắp ngay cạnh tủ quần áo như này, chúng ta lấy quần áo chúng ta mặc chúng ta xem xét đúng không? Rất là hay. Đấy, và em để ý thấy rằng là cái việc mà chúng ta thiết kế giường ngủ hoặc là bố trí tủ quần áo ấy anh. Chính xác. Anh Châu và chị Dung rất là đặc biệt chú tâm cũng như là rất là chịu chơi anh ạ. Khi mà cái hệ thống tủ của chúng ta là gần như là tương đồng hoàn toàn bộ luôn. Đúng rồi. Anh có thấy như thế đúng không? Từ phòng ngủ nào cũng chơi hết tủ này hết đúng không? Ngoài ra là nếu mà tủ thêm thì chơi tầng củ gỗ luôn, củ tủ gỗ luôn đúng không nha. Rồi đó, thì đây chính là cái tổng quan của tầng 1, tầng 2. Rồi, và một không gian cuối cùng mà chúng ta đến đây chính là cái không gian phòng vệ sinh này. Đấy, phòng vệ sinh này thì hiện tại thì cái không gian cũng giống như tầng 1, bố trí rất là hay, rất là hợp lý. Rồi, đối với tầng 2, tầng 1 như này thì ngay tầng 1 nhá, tức là em yêu thích phòng thờ đúng không? Thế thì với tầng 2 này thì sau khi mà mình tham quan con vòng như này, em yêu thích nhất không gian này? Em sẽ yêu thích nhất không gian của phòng làm việc anh ạ. À, làm việc đó. Vâng. Anh cũng thích đấy. Khi nào mà chúng ta gọi là có tiền là cũng nên áp dụng này, rất hay đúng không? Em thấy anh từ nãy giờ hay nhầm câu có tiền nhiều quá. Đúng là một không gian đẹp mà. Vâng. Ao ước. Rồi. Và vừa rồi Minh Thưởng cùng với Trang Trần đã đưa quý vị chúng ta đi tham quan qua một vòng về công trình nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư chính là anh Châu và chị Dung. Và quý vị cảm nhận sao về công trình này ạ? Và nếu quý vị cũng yêu thích công trình này hoặc có nhu cầu thiết kế, thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua cơ số hotline 0844 878 666 hoặc 097 125 3333 hoặc Facebook Nhà Đẹp Keto để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị chúng ta đã đón xem và theo dõi kênh Nhà Đẹp Keto. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm nhận của quý vị ở ngay phía dưới phần bình luận của chúng tôi nhé. Và đừng quên, ở Nhà Đẹp Keto sẽ luôn luôn mang tới cho quý vị chúng ta những kiến trúc, những thiết kế đẹp mắt và ưng ý. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.